Xin chào quý bà con. Thì ngày hôm nay là ngày 12 tháng 12 năm 2021, thì sau cái chuyến đi thăm ruộng bí đao SH65 ở ngoài Đắk Lắk á, thì ngày hôm nay thì anh em công ty là tiếp tục có mặt tại nông trường Sông Hậu, huyện Cờ Đỏ, tỉnh Cần Thơ. Thì để giới thiệu đến quý bà con thì cái dòng bí sen hồng SH64 đó, thì nó trồng ở nông trường Sông Hậu như thế nào. Các cái vùng khác thì bà con mình cũng coi nhiều rồi, thì giờ ở đây thì Trung cũng sẽ quay một cái clip để mà giới thiệu đến quý bà con mình về cái dạng trái và cái cách làm của bà con ở nông trường Sông Hậu đây. Thì ruộng ở đây là chỗ anh Mến, thì anh đi công việc rồi, chút nữa anh sẽ quay lại, chút nữa mình xuống ruộng mình bơi xuống xuồng rồi mình phỏng vấn anh thêm tí xíu. Đó, thì cái này thì cũng đã bước vô cử thu hoạch thứ ba, thì Trung xin mời bà con mình xem nha. Đó, thì cái giống bí đao sen hồng SH64 á, thì có thời gian thu hoạch nó từ khi gieo hạt đó là tầm có khoảng 43 đến 45 ngày. Thì giống này là cây bà con thấy nè, nó phát triển rất là khỏe. Đó, rồi khả năng ra chèo ra nhánh rất là mạnh. À, coi mình thấy nha. Này là dàn nụ. Rồi trái nè. Trái nè. Thì để tí xíu nữa mình quay cái trái lớn hơn để cho bà con mình xem về cái độ dài trái nó như thế nào. Con mình thấy trái nè. Trái lên rồi nha. Đó, một dây là nhiều khi nó đậu 3 mắt, 4 mắt, đậu liên tục. Thì về cái mình quay tiếp cho bà con mình coi dài dài tới nha. Nụ nè. Nụ nè. Nè. Lên trên nụ tiếp nè. Nụ tiếp nè. Đây. Bà con mình thấy nụ nha. Đây thì về đây á là cái logo của công ty. Đó, thì về cái bí đao này á, với cái tên là bí đao sen hồng SH64, thì cũng như bà con mình đã biết, Phú vô đo cái chiều dài trái nó cái Phúc. Đây. Đây bà con có thể thấy nè, chiều dài trái cái tay cái gang tay của Phú là 20 phân ha. 20 phân. Này là cử cử thu hoạch thứ ba đúng không? Cử ngày là hôm nay là cử thứ ba rồi. Đó, thì cử thứ ba thì cái trái nó tầm cỡ 20 phân, thì nếu 20 mà phân. càng lên trên Đây. á thì nó sẽ nhích Con lên tí xíu nữa. bà con thấy đấy nè. 20 phân đều trái À. Ừ. À, nha bà con nha. Trái nụ. Này á, nụ rất là thẳng. Nụ này nụ nằm đang cái nụ nữa nè. Thì về cái giống bí sen hồng SH64 này á, thì về cái tỷ lệ ra hoa cái của nó là nó nhiều. Đó, gần như là nó mang cái bông cái rất là nhiều. Đó, bông cái nó ra nhiều hơn là cái bông đực. Đó, tuy nhiên thì cái lượng bông đực nó cũng có để mà đủ cái lượng để mà thụ phấn cho cái hoa cái nó đậu. À, trái nè bà con nha. Trái nè. Trái nè. Rồi mình thấy này. Thì về cái mẫu mã trái á, là trái nó đồng thanh đồng thủ rất là đẹp, và nó có một cái màu sáng. Cái bí sáu tư cái màu nó sáng, cái bông nó sáng. Bạn hàng ở khu vực mình ở đây cũng như là các cái khu vực khác cũng đang rất là chịu, rất là chuộng. Trái à, nằm này sát bạc nè, gần với bạc nè. Ồ, cặp trái nè. Đó.
thì cũng như quý bà con mình xem những cái clip bò đất thì có một số các cô các chú mình đã hỏi là giống bí sao tư này có trồng bò vàng được hay không. Đó, thì đây nha bà con, thì đối với cái giống mà bí đao SH64 này thì bà con mình cứ vô tư trồng là bò vàng hoặc là bò đất gì cũng được, thì miễn sao mình trồng nó đúng khoảng cách cũng như là đúng phân đúng thuốc thì nó sẽ có một cái kết quả rất là đẹp như vậy nè. Đó. Bà con mình thấy trái nè, trái gốc nè, trái gốc này là nó hơi ngắn mà lên trên càng lên thì nó sẽ càng dài ra, nó đẹp, những màu trái rất đẹp nè, con thấy nha. Đầu nụ trái lên nè, cái này là một mắt nè, hai mắt là đậu hai nụ nè, lên cái mắt thứ ba đậu tiếp một nụ nữa nè, lên trên nè đậu tiếp nè. Cái dàn lực của cái bí sao tư nè, có nghĩa là cái dòng bí sao tư này là nó kháng bệnh virus cũng rất là tốt. Đó thì bà con mình cũng đã biết đó, thì hiện tại là bây giờ cái tháng này là cái tháng gần Tết nè. Đó, nhưng mà bà con mình thấy thời tiết năm nay á, thấy thời tiết hiện hiện bây giờ á mà cũng còn mưa là thứ nhất, thứ hai á là cái thời tiết nó đang se lạnh á. Sáng nhiều khi mình mở cửa ra là mình đứng mình run không à. Đó, thời tiết lạnh lắm. Thì á, về cái rau màu á thì bà con mình á, không phải chỉ riêng về cái bí đao đâu mà là khổ qua, dưa leo các loại luôn, là khi mà vô cái điều kiện thời tiết nó lạnh á, là nó chậm chậm bông chậm trái là cái thứ nhất. Cái thứ hai á là cái thời gian thu hoạch của nó sẽ trễ hơn. Đó, thì về cái trong cái điều kiện mùa mưa và lạnh như thế này á, thì về bên anh em công ty là khuyến cáo với bà con mình á, là trồng với cái khoảng cách á, là nó thưa ra. Bà con thấy mình trồng thưa ra mà trái nó nhiều nó đạt, còn hơn là mình trồng dày thì tốn chi phí. Tốn chi phí nào là tiền giống, tiền phân, tiền thuốc, rồi mình quản lý cái dịch sâu bệnh hại nó rất là khó. Mình trồng thưa ra đi. Vì cái bí được anh em công ty là khuyến cáo bà con mình là trồng thưa ra để đạt cái hiệu quả tốt nhất. Con mình thấy nè, trái nè. Một trái, hai trái, ba trái nè, lên nè. Đây là ba nụ nè, một nụ lớn như hai nụ nhỏ nè. Đây nụ nhỏ nè. À đây nụ nhỏ nó Phúc. Đây nụ nè, đây đây có nụ tiếp nè. Thì về cái khu vực của nông trường sông Hậu ở đây á, thì bà con mình là trồng với cái clip rất là lớn, rất là rộng, thì hai bên cái mương là bà con mình trồng bí đao, còn ở giữa đây á là bà con mình là trồng cái đang chọn cái xu hướng cái cây ăn trái, và nó đang được thị trường rất là ưa chuộng, đó là cái vú sữa hoàng kim. Này bà con thấy không? Hai bên là trồng vú sữa hoàng kim giống vậy nè. Còn hai bên mấy mương đó là trồng bí nha. Trái nè bà con nha. Đó. Thì cũng lưu ý với bà con mình là thời tiết lạnh này là trồng thưa ra, thì cũng rất mong là được bà con mình là biết được cái vấn đề là thời tiết se lạnh nên là các loại rau màu nó hơi thưa trái, nó không có đạt như mùa nắng. Trái nè. Đây nha bà con nè. Thấy nè, trái mắt từ gốc lên bà con nè, nằm đụng bạc luôn á.
Còn bài từ gốc lên nè. Trong điều cứ kiện mắc xe lạnh mà bà con mình thấy nè, nếu mà cái ngộ. này mà trồng trong cái điều kiện thời tiết tốt hơn nữa là trái còn dữ hơn nữa nha bà con. Đó. Trái nè. Trái này thì nó lớn nó chuẩn nè, nhưng mà bà con mình ở đây đó là không có để cho nó dài, nó bự vậy, nghĩa là đi Sài Gòn bán thì bà con người ta khoái cái trái nó nhỏ nhỏ hơn xíu. Này là trái chuẩn nha bà con ha, cửa ba mà hai rắc mấy à. Trái chuẩn đó, cái này là trái chuẩn bẻ nè. Trái này bà con ơi. Xin chào quý bà con, hôm nay thì mình có mặt tại nông trường Sông Hậu. Mình đến để coi bí đao SH64 của công ty hạt giống Sen Hồng. Thì trái là rất là đều và đẹp. Trái thì mỗi cách mắt là có trái. Lên tới vàng trên là trái rất là nhiều. Cây thì rất là khỏe. Bò rất là mạnh. Thì bà con thấy với cái thời tiết thế này thì gần cuối năm á, thời tiết nó se se lạnh á, thì đối với tất cả các loại rau màu thì đều có cái nhược điểm là nó không không có khỏe mạnh, cho nên nhưng mà cái bí này á, nó vẫn có khả năng là bò tốt, ra trái đều và đẹp. Chính cho con hỏi thăm là ruộng bí mình đây là trồng bao nhiêu gói hạt giống chính ha? 130 gói. Rồi trồng giống bí đao Sen Hồng Bến Thác 64. À. Dạ rồi chính thấy cái khả năng nảy mầm của giống nó đạt không chính? Đạt lên tới 90%. Lên 90%. À, rồi cây cây con rồi nó cây, phát triển khỏe không? Cây trái phát triển khỏe. Dạ cây phát triển khỏe. Rồi trái nhiều không? Trái nhiều hơn cách năm nào luôn. À. Hết giống như lục trước luôn. Trước giờ là qua giống này là trái nhiều. Dạ trước giờ trồng cũng qua nhiều giống mà thấy giống này đạt chưa chính? Trái này đã. Trái đạt ha. Dạ. Rồi chính đánh giá giùm con là cái ngày ngày đầu tiên là mình hái được bao nhiêu ký chính? Đầu tiên là ông kia là hái một một mới bẻ bông, mới bẻ ra gốc mới bông là 100. Dạ. Là thứ hai là 320. Dạ. Bữa nay là cũng cỡ 500, Nay có 400-500. 500, nay lên đúng không? Bữa nay lên. Còn cái lượng trái này nếu mà mình phong phỏng qua ngày ngày mai là có nhiêu chính Ngày ha? mai nhiều cũng có cỡ 6 về 600. Mai cũng có 600 ha. Dạ. Thì bây giờ là mới cử thứ ba thứ tư nhưng mà trong cái điều kiện thời tiết nó se lạnh nè, nên là cái lượng trái vậy là mình an tâm chưa? Ổn rồi. Ổn chưa? Ổn rồi, trái thì trái bự rồi nó mình cũng không sao. Dạ, vụ sau trồng an tâm làm tiếp giống này không chính? Cái đó là vụ sau là nó phải làm tiếp luôn đó. Dạ. Trồng là dưới ruộng rất mấy cục công là trồng dưới ruộng luôn ha. Là chỉ là có ở đây là trái này là Dạ. mới thấy giống này đó. Là trái nhiều hay là sao chính, hay là trái nhiều cây khỏe không? Trái nhiều mà cây nó khỏe mà đẹp, nó không có bị bệnh, nó ít có bị bệnh nữa. Dạ. Cái kia là ha, trồng ha thưa gỗng trái hà ngộ dám luôn. Chính chồng á em mười mấy năm rồi ha mà mới thấy cái bí này là trái từ hồi cấp mười mấy năm giờ là chưa có giống này là trái là đạt nhất đó. Dạ. Rồi chính ha, rồi vụ sau an tâm làm hả chính nha. Rồi 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 trái kẹo hết trơn luôn mà mỗi mắt mỗi trái luôn á. Cái kia nó xa xa cho chừng 5-6 giây 6 lá vậy nó mới được con trái hà, mà trái nó không lên thân chân á. Còn trái này trái đẹp không? Đẹp lắm, đẹp mà dài nữa. Dạ. Đó thì ở đây là bà con Cần Thơ, bà con mình Cần Thơ là trồng cái đường mương nó bự vậy nè, đó hai bên là bí đó, thì người ta sẽ tưới nè, bắt đầu là chú chính là sẽ bắt tưới cho bà con mình coi một cái nha. Coi thử một cái. Bắn qua hai bên đó chính. Coi thử một cái rồi nó phê cái nào nha. Này là máy gì, máy này máy gì? Rồi qua. Rồi wow, dữ dằn nè, dữ dằn nè. Rồi ok chính ơi, ok rồi, quá ok rồi. Cái này là kêu bằng máy gì chính? Máy xe hai máy hả? Máy xe hai máy. Rồi mình đưa lên là 6 bát tưới luôn. 6 bát. Dữ dằn ha. Dạ. Đó, bà con mình thấy là mô hình áp dụng kỹ thuật rất là nhiều ở bà con khu vực Cần Thơ. Đó, rồi. Đó.
Cảm ơn bà con nha. Đây trái nè, lấy thớt đợi xuống nè. Nó quay hai quay đó. Nè chín trái ghê, làm chín trái nhiều không chín? Trái nhiều mà, trái nhiều à, trồng nay mười mấy năm à, giống này là ok nhất ha. Dạ giống mày đặt đó. Dạ cho con lên đây được rồi. Dạ dạ dạ. Về góc độ công ty là khuyến cáo bà con mình á là trong cái điều kiện thời tiết gần Tết mình nè, thời tiết nó đang se lạnh á, bà con mình trồng thưa ra cho nó đủ cái ánh nắng mặt trời, thời gian á nó chiếu nắng rất là ít, bởi vì mình trồng thưa ra cho cây mình nó hấp thụ được ánh nắng, nó mới đậu bông đậu trái được. Còn còn mà nếu mà mình trồng dày quá mà nó bị dập nụ, thứ nhất, thứ hai là nó lo nó bò không à, nó không có ra trái, dường như là nó sinh trưởng không mà chứ nó không sinh sản, không đẻ. Nè mà con thấy trái nè, nụ nè, đợt này mới giữ nè đúng không? Dạ à nè. Trái nè, trái nằm gốc nè à. Sắp rồi, sắp tới chỗ rồi. Đó, dàn trái nó đây nè nha bà con. Tỷ lệ trái suông rất là cao, và nó đồng thanh đồng thủ và cái màu sáng bóng nó rất là đẹp. Coi mình thấy trái nè, chị trên này cắt xuống rồi bắt đầu là đưa xuống, chị ngồi dưới đây là vô bịch cân ký, cứ một bịch như vậy là 10 kg. Thì hồi nó là sẽ có đưa lên bờ trên đó là sẽ có bạn hàng ra chở. Đẹp không? Rồi chị, đó đó, cầm giùm em cái nha. Rồi quá đẹp rồi. Dạ. Đó. Ừ, này mới móc cắt mới mê nữa nè chị ha. Nè. Rồi nằm kẹo nè. Quá đã. Đó. Đó, bắt đầu đưa lên đó. Dạ, rồi trái đẹp nè. Đâu là đưa lên trên trại. Em bước lên cái nha. Đi. Nè. Dạ. Xuống dưới đi. Chị Muội nè, em hỏi thăm chị, thấy hai chị cắt cái giống bí này thấy trái nó nhiều không? Trái nhiều, trái đẹp không chị? Đẹp. Dạ. Trước giờ chắc hai chị cũng đi cắt bí nhiều rồi đúng không? Dạ, rồi đợt này thấy cái bí sen hồng 64 này so với mấy giống trước giờ chị đi, chị thấy nó đạt hơn không chị? Đạt ha, đẹp ha. Đẹp trái nhiều. Dạ. Giờ vô đây cái khỏe đuôi ha. Lúc gài mà có dài xuồng vậy ha, ghim cho nó đã. Dạ. À, nè, bí đao sen hồng bánh thác 64 này nha bà con nha. Trường lên đó là chút nữa sẽ có xe tải lại lấy. Nó kêu ông chắc bè ngang 5 giây á, lên 3 bịch. Nhưng con không hiểu nữa. Đó. Nó chuyện ở ngoài gì á. Nó cái vẹt hay nó cái nó hoàng. Nó thế nào? Đó, bà con mình
những ai mà còn thắc mắc về cái dạng trái của bí đao sen hồng ở thác 64 thì mời bà con mình xem ha. Dạng trái nó vậy. Thì về cái dòng trái này ở đây là cho anh Mến cũng như là bạn hàng tí xíu nữa tới chợ ở đây là đánh giá rất là tốt. Hôm nay là thu hoạch cử thứ ba rồi. Ngày hôm nay á, thì cũng là cái ngày mà nằm trong tháng cuối năm của năm Tân Sửu, một năm đầy khó khăn vì đại dịch Covid-19. Thì bên cạnh đó thì đối với quý bà con mình cũng như góc độ của công ty thì cũng rất là vui, rất là mừng. Vì chọn tạo ra được những cái sản phẩm rất là tốt. Thì như bà con mình thấy đó, trồng được một cái đám ruộng mà xanh tốt, xanh tốt mơn mởn vậy nè, cây phát triển khỏe, cành nhánh nhiều, cây phát triển khỏe, và đặc biệt đó là trái nhiều, trái đẹp cho năng suất cao, thì cũng rất là vui, rất là ấm lòng, bù lại được những cái khoảng cách này đối với quý bà con mình. Thì cuối lời thì cũng xin phép thay mặt công ty hạt giống Sen Hồng kính chúc quý bà con mình là có được sức khỏe thật tốt, cũng như là luôn được trúng mùa trúng giá cùng hạt giống Sen Hồng. Xin cảm ơn quý bà con nha.